Rồi, hello anh em. Thì cái video thứ hai này mình nói về sản phẩm. Khi những người mới đi chúng ta mua, chúng ta cần lưu ý gì về sản phẩm. Bây giờ mình có lấy ví dụ đơn giản như này cho mọi người hiểu, mọi người dễ hình dung ra này. Bây giờ cái sản phẩm mọi người đi mua một cái váy, mua một cái áo vest chẳng hạn, đúng không? Thì mọi người cũng phải nhìn về màu sắc, nhìn về kích cỡ, về kiểu dáng, về chất liệu, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta phải nhìn vào những cái đó. Thì đất chúng ta cũng phải cần nhìn vào các yếu tố. Thì bên đất thì nó nhìn yếu tố nào? Ví dụ chúng ta mua nhà thì chúng ta phải xem hướng, chúng ta xem mặt đường, chúng ta xem kích thước mặt tiền, chúng ta xem vị trí gần chỗ nào, tiện ích làm sao. Hay chúng ta mua đất nền thì chúng ta phải xem địa thế, chúng ta xem nguồn gốc sử dụng đất, đúng không? Đất đấy là có sổ đỏ từ bao giờ, đất đấy là đất ao hồ hay là đất đấy là đất thổ cư nền bình thường, đúng không? Rồi xung quanh cái mảnh đất đấy có gì không, câu chuyện gì không, câu chuyện hữu hình, những câu chuyện vô hình gì không. Câu chuyện hữu hình là gì? Gần đấy có mồ mả gì không, nghĩa trang gì không, đình đền miếu mạo gì không, đúng không? Mắt thấy tay nghe tay sờ mà, thì cái đấy gọi là hữu hình. Một cái thứ hai đó là cái câu chuyện vô hình là những mảnh đất này có những câu chuyện gì không, hay là có mấy cái miếu ngày xưa đập đi, hay là có cái điếm canh, hay là chỗ đấy là ngày xưa là đều nhiều người chết chuyển mộ đi. Đấy là về sản phẩm, điều tra tất cả toàn bộ những cái điều đó. Cứ xem đi xem lại video này đi mới sẽ biết được sự vi diệu nó như thế nào. Ông xem lại bảo mình đã nghe đâu đó, ở đâu đó rồi, có một người nào đó nói về này, vấn đề này rồi, sao mình vẫn bị dính. Rồi sản phẩm nữa chúng ta phải tính đến, đó là lúc nãy mình nói đến kích thước của cái chữ áo vest, đúng không? Thì đây là hình thể cái áo vest đấy, áo hình thể cái mảnh đất đấy, méo mó ông sao hay là vuông thành sắc cạnh, hình thể đẹp, body đẹp, giống như người anh thế, ai chẳng thích body đẹp, con trai con gái đều thích body đẹp hết. Thế chúng ta phải nhìn đến body. Đây, body nó liên quan đến như này, có nhiều người mua tự sử dụng thì không nói, có nhiều ông mua là phân lô tách thửa làm nhà vườn vân vân, em mua hàng phân lô tách thửa thì cứ mua hàng ông sao mấy con giun con dế. Thì cái chi phí để mình bỏ lại, gọt bỏ thừa những cái phần thừa ấy, nó rất là phí. Nhiều người là đơn giá nhập vào lúc đầu bảo rẻ nhé, ủi mảnh này rẻ thật đấy, bình ngoại bán 3 triệu, bây giờ mình mua cái mảnh này có 1 triệu, 1 triệu 2 rẻ, mua tận hơn 1 hect, 12.000 mét vuông, rẻ thật, có còn tầm 15 đồng, 15 tỷ ấy. Nhưng mà trời ơi, cái mảnh đất đấy là khi chúng ta tách thửa ra, chúng ta phân thửa ra thì nó lại cực tệ. Nay nó bị mất chỗ này một chút, mai chỗ mất chỗ kia một chút, chia phân lô tách thửa thì nó không phù hợp. Đường vào thì phải hiến đường thật to, đúng không? Tự nhiên là cơn đơn giá đang có 1 triệu, 1 triệu 2, nhưng bây giờ nó lại lên khéo 2-3 triệu, chưa tính lobby cái việc là tiền sổ, tiền chuyển đổi mục đích, tiền làm hạ tầng. Mình chỉ tính mỗi cái tiền là có tiền cắt gọt thôi đã chết rồi, chi phí cắt gọt thôi đã chết rồi. Chứ nói câu chuyện là chi phí chuyển đổi, chi phí làm hạ tầng, chi phí ông rời chứ nữa, tổng chi phí vào lúc đấy thì có mà vỡ mồm. Đấy thì mình phải chọn cái điều đó. Và có nhiều ông đi mua dòng thành phẩm, các sản phẩm dự án như thế này. Thế thì mua thì mục đích thì bảo là mua để kinh doanh, nhưng lại cứ muốn mua hàng rẻ. Thì hàng rẻ thì nó phải ở chỗ nó khuất, thế lúc đấy lại kinh doanh lại không được, cho thuê cũng kém, trừ khi mặt hàng của mình phải xuất sắc, hàng độc quyền độc bá, và cơ sở đấy là cơ sở chuyển về. Thế mua ở chỗ đấy để làm gì? Hoặc có nhiều người thì mua lại không xem phong thủy, đúng không nhỉ? Có nhiều người tín tâm ấy, không xem phong thủy, mua về mới bảo hướng này hướng kia nó ăn không tốt, thế lại bán lại mệt. Còn có nhiều người mua thì lại không đúng công năng, thế mua thì mua để ở thì lại mua thật nhiều tầng nhiều phòng, thế ở làm sao hết được, thế thì thay người đi dọn nhà, đúng không? Thế chúng ta sản phẩm thì chúng ta cũng phải nhìn vào công năng nữa, công năng là phải phù hợp. Đấy thì cái sản phẩm là như vậy. Nhiều người không chọn đúng sản phẩm đâu, có biết chọn sản phẩm đâu mà chọn đúng.
Mới đầu tư thì cứ thấy rẻ là mua thôi. Rẻ nó chỉ là một chỉ số. Đôi khi có cụ có câu không nhiễm nhiên thì có một cái câu là của rẻ là của ôi. Đúng không? Hàng đẹp quá thì để cho người. Hàng bình thường thì hãy để cho mình. Đẹp quá là nghĩa gì? Đều hoa hậu thì có đến tay các ông không? Làm như có chuyện. Có đến tay thì mình thì cũng phải trả một cái giá rất là cao. Việc gì chúng ta phải chi ra những điều như vậy? Trừ khi cái mục đích của chúng ta là mục đích riêng. Đấy, mục đích riêng của chúng ta thì mình không nói. Mình nói về phần đại trà. Mình nói về phần đầu tư. Đấy thì chúng ta phải xem xét đúng với sản phẩm. Rồi chưa nói đến sản phẩm là những cái hàng thành phẩm nó còn chất lượng xây dựng cơ. Sản phẩm đấy là của chủ đầu tư nào, tiến độ ra làm sao, đúng không? Đấy, phải tính toán tất cả các điều đó để làm sao là cái việc chúng ta lựa chọn sản phẩm nó phải phù hợp. Phù hợp với túi tiền. Cái video thứ ba là về giá thì mình nói sau. Phù hợp về túi tiền, phù hợp về mục đích công năng, phù hợp với dự án đó, vị trí đó, khu vực đó. Rồi là chúng ta phải chọn một cái vế thứ hai nữa là gì? À, sản phẩm nó đã như vậy rồi. Thì làm thế nào để chúng ta gia tăng được giá trị bất động sản đó? Làm thế nào để chúng ta kích hoạt được cái mảnh đất, cái bất động sản, cái ngôi nhà đó? Có nhiều người cái câu trả lời là câu trả lời cồn, kẹt hàng, không ra được. Tớ đầu tư dài hạn, mua để đấy. Nhưng mà lòng như lửa đốt. Nói cho nó vuông. Nói được bằng mồm thôi chứ còn mà nói bằng mồm cười thôi chứ còn lòng á đang như lửa đốt. Nước mắt chảy vào trong. Ngậm ngùi cay đắng. Kiểu gì mọi người ít nhiều chẳng phải trải qua. Cái này nó dễ trải qua lắm chứ không phải khó đâu, dễ bị lắm. Thế thì cái sản phẩm khi chúng ta đã mua lỗi rồi, mua đúng không đúng thời điểm. Là ví dụ cái câu chuyện là vừa rồi là mua đu đỉnh, mình nói một cái câu một cái video về việc đu đỉnh. Thế bây giờ đu đỉnh thì không đi mà tìm giá trị gia tăng bất động sản đấy. Thế đu đỉnh cứ để đấy à? Để cho cỏ lá mọc à? Hay những cái bất động sản các cái nhà ấy để hoang hóa? Thì cũng tìm cách nào thôi, cho nhà thì nó khó hơn. Nhà bây giờ mà hoàn thiện thì thêm này đã ốm này còn thêm vác thêm đá, đúng không? Đã mệt này còn vác thêm đá nữa thì mệt lắm. Vác thêm hàng thì mệt lắm. Thì vẫn phải gia tăng bất động sản thôi, để xem là cái giá trị ở đấy mình gia tăng được cái điều gì. Cửa tiến mình không được rồi thì bây giờ mình tính cửa hậu, cửa lùi. Cửa lùi nó như thế nào, đúng không? Nhiều người bỏ qua cái điều này, cứ ngồi than thân trách phận. Than với ai, trách với ai bây giờ? Trách mình chứ. Thắng bại tại tay chứ. Sản phẩm mua thì lúc đầu mình không kiểm soát, không đưa ra những tiêu chí chọn. Tiêu chí ví dụ hàng phân lô thì mặt tiền phải nhiều. Gồm một mặt tiền dài, hai mặt tiền, nhiều mặt đường, đúng không? Body đẹp, chuẩn, dáng ngon thì mới mua vào chứ. Còn mua để đầu tư ra vốn, chọn những sản phẩm giá thật rẻ, diện tích thật rộng, cứ mua vứt đấy. Địa thế phải tốt vào. Đấy, có ông nhiều ông thì địa thế mua quả đồi. Ôi, anh mua quả đồi này xong xong anh mang đi anh cào đất ra anh bán. Cứ cào đi, không cẩn thận kéo phòng tài nguyên nó về nó lại xích cho, lại ăn phạt, lại ăn biên bản. Thế bao giờ mọi người gặp trường hợp đấy chưa? Đúng không? Đấy, có nhiều người thì mua cái ao, ui, anh mua cái ao này sẽ đổ thêm ít đất, đổ thêm mất tiền tể. Mình mua ai hét cái này. Ngày đấy đổ đất mất gần 3 tỷ này. Nghe mấy cái ông ấy bảo cho thì cũng là dại tại mình thôi. Cái này chú đổ vài đôi 300 khối là thoải mái. Mua quả đồi là nó đổ vào đấy là thoải mái. Nói chung là ăn đòn hết là tự nhiên là hiểu được hết mà. Còn không ăn đòn tất cả đều những câu chuyện chém gió. Mọi người có thể nghe mình như này nói cũng đang là chém gió cũng được. Mà gió đấy nó mang cái sự mát mẻ đến cho mọi người thì càng tốt. Sợ mỗi mang gió nóng đến cho mọi người thôi chứ cần. Chứ ngồi mà đang nóng mà gặp một cơn gió mát thì tuyệt vời. Nó tỉnh cả người luôn.
thì những người này kiểu gì mọi người cũng tỉnh cả người. Sẽ có nhiều người tỉnh người, sẽ có nhiều người là biết rồi là ăn đòn. Rồi có nhiều ông thì mua đất đây này, này, mua ngay làng mình như này, cần gì phải nói đâu xa. Mua cái đấy để cái ao đấy, ao của làng ấy, người ta lấp đi, xong người ta bán đất, xong người ta chạy sổ đỏ ra. Thế là cái ông ở dưới huyện khác xuống mua. Thế cái ông bán xong cầm mẹ ăn tiền, ông xây nhà, bây giờ ông mất năng lực trả nợ. Mà cái đông đất đây bây đang bị thanh tra. Thì bây giờ ông cầu kiện ông kia có đòi lại, lật lại hồ sơ điều tra ấy, thì tất nhiên nhiều người sẽ liên đới. Nhưng mà cái bắt cái ông kia trả thì ông bảo là bây giờ ông mất năng lực trả nợ thì chúng chỉ vô tù chứ làm gì. Biết có vô tù được hay không. Nhưng ít nhất là mình đang bị thiệt là đầu tiên. Mất được công đến ngồi hầu tòa, công đi kiện nó chết vỡ mặt rồi, ít nhất là mất tiền rồi. Thuê luật sư mất tiền rồi. Mất công mất của đi ngồi hầu tòa không mất tiền rồi. Cứ nói này nói kia chứ còn thực tế nó đầy đi. Rồi là mua đất tranh chấp. Cái sản phẩm đây nói thêm một phần này, hai từ tranh chấp. Đáng lẽ cái này nói bên phần thủ tục, nhưng mình nói sơ bộ này cho mọi người biết. Mua đất phải điều tra là không dính tranh chấp. Nhưng hai từ tranh chấp nó lại rất rộng. Tranh chấp gì? Nhiều người thì bảo tranh chấp lấn danh thôi. Nhưng mà từ tranh chấp là nó rộng lắm, nó nhiều trường hợp tranh chấp lắm. Thứ nhất là tranh chấp lấn hai bên AB và hai ông hàng xóm lấn, đúng không? Thứ hai là tranh chấp đường đi. Đã bao giờ mất tranh chấp đường đi là mình này, mất mấy quả mất đường đi này. Đã mất tiền còn phải đi xin họ. Đã mất tiền phải đi xin họ ấy. Nhớ chưa? Mỏi mệt lắm. Đấy tranh chấp đường đi. Tranh chấp gì nữa không? Mọi người biết không? Tranh chấp trong nội bộ gia đình. Chúng ta có thể bị đòi lại sổ bất kỳ lúc nào, nếu cái sổ đó là hộ gia đình. Tranh chấp cái gì nữa? Tranh chấp đến những người anh em. Đấy cái anh ta mua ở trong ấy, anh bị tranh chấp vài ông nữa mình vào xử lý đấy. Nhiều anh em quá vẫn ủy thác cho một ông, sau ông kia vẫn đi kiện lại. Nói chung là loằng ngoằng lắm. Đấy. Rồi tranh chấp với ngân hàng. Xem người ta có mua vay ngân hàng người ta giải quyết hết chưa. Nó nhiều thứ lắm. Nên là điều tra về sản phẩm thì phải điều tra tất cả những điều đó, hữu hình vô hình, và những câu chuyện, những cái gì rắc rối ở đó chúng ta phải điều tra hết. Bây giờ mọi người đi làm công thì cũng được tiền, bây giờ đi điều tra thế thì cũng bảo vệ tiền. Khéo một công đi điều tra ấy, tính ra chi phí, tính ra đo lường ra ấy, nó phải đến cỡ vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ. Tất nhiên cái này nó liên quan đến việc là những cái đất ở bên ngoài, có những dòng thành phẩm thì nó không bị dính. Nhưng dòng thành phẩm thì là gì? Không ra được sổ, tiến độ chậm. Đây, có một người khóc. Lúc đấy có một người kiện chẳng kiện được, đòi cũng chẳng đòi được. Có nhiều người mua chung cư 10 năm chưa được bàn giao. Có nhiều người 7 năm mua biệt thự liền kề không được bàn giao. Lúc đấy còn tội vạ hơn ý. Mỗi cái nó vô muôn hình vạn trạng lắm. Không điều tra kỹ là chết dở. Trong cái sản phẩm thì phải điều tra cái điều đó nhá. Điều tra về doanh nghiệp, về dự án. Có doanh nghiệp thì ở đây không tranh chấp với cá nhân thì lại tranh chấp với thuế. Ông chủ đầu tư đấy ông ấy không nộp thuế. Thế là cứ treo thôi, một cổ nhiều trong. Bây giờ bên thuế bảo là phải nộp thuế thì bắt đầu mới ra sổ cho những cái cá nhân, hộ gia đình ở đấy mua, cá nhân mua ở đấy. Vậy ông chủ đầu tư ông cầm mẹ tiền đi ông đầu tư cái khác rồi. Đấy không là gì, đấy còn gì nữa. Đúng không? Về sản phẩm nó có nhiều vấn đề, còn nhiều cái nó nhiều trường hợp lắm. Nhưng mình tổng hợp một vài những trường hợp đấy mà mình chia sẻ cho mọi người. Nói chung là không hẳn hoi là mất tiền hết, đều trả giá tiền mặt hết. Chẳng ai vô ngực khoe hoài đâu, trước khi mất tiền thì cứ mất rồi. Thậm chí có những ông mất 2-3 lần rồi bắt đầu mới tỉnh ngộ. Mà tỉnh xong còn chẳng tìm được giải pháp ấy. Đã bị bệnh rồi thì mình phải có giải pháp, phải có phương án đề phòng. Đây chẳng biết đề phòng như thế nào đấy, thì mọi người nhìn nhận điều đó. Đấy là về phần sản phẩm. Video thứ ba mình sẽ nói về giá cho mọi người hiểu. Trả giá bằng tiền mặt. Rồi anh em nào muốn học thêm sâu vào cái đó thì vẫn câu nói rồi, cộng đồng của mình
sẽ làm cho tốt cho anh em những điều đó. Anh em bỏ tiền ra mua kinh nghiệm của mình, bỏ tiền ra mua thanh xuân của mình, bỏ tiền ra mua những cái thời gian cống hiến của mình vào những lớp cốt 1-1 có đáng không? Không nên anh em tự đi làm điều đó. Mình thì không quảng cáo khóa học, nhưng bắt buộc nếu anh em vào cộng đồng thì anh em phải mất chi phí. Không có chi phí thì làm sao mà lên được. Chi phí để mua cái động lực của anh em, chi phí đó là cái trả cho cái ý thức của anh em, chứ không phải chi phí là trả cho mình. Có bao giờ anh em đi học hài hàng miễn phí là ấy không, là kiểu động cơ 100% không? Rất ít. Nếu mà học nhiều lần thì chắc là khôi bỏ ngủ. Nhưng mà cứ mất tiền xem, mà mất thật nhiều tiền xem, xin thưa với anh em, ngày đêm nghĩ về đó thì cái ý thức lúc đấy của anh em nó cao lắm. Thì đấy, bỏ tiền ra mua là mua cái ý thức của mình, chứ không phải mua cái ý thức của tôi hay là mua cái kiến thức này. Không phải mua cái ý thức bản thân mình, là mua cái chính cái ý thức của mình, mua cái động lực của mình, mua cái kỷ luật của mình, mua cái sự tăng trưởng của mình. Có đúng không nhỉ? Đấy. Anh em nhìn điều đó nhá. Đấy, ai muốn tham gia cộng đồng thì comment cái điều đó. Muốn vào cốt 1-1 hay coaching hay những khóa đi thực tế hay order mua bất động sản. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.